sẽ ghé chỗ một cái địa điểm ở gọi là gì chị? Nhà Pao. Nhà Pao. Sao gọi là nhà Pao? Lũng Cẩm. Đây là cái bánh là tam giác mạch mà chưa nướng này, nguyên làm từ hạt đúng không? Nếp. Rồi ta nhấc mặt nha. Rồi cắt cho thử ăn thử. Mọi người ăn đi coi làm sao. Để cho người ăn trước mình ăn sau. Thôi mình ra mình về đi. Có hoa viên cảnh. Dài lắm. Ở trong ở ngoài thì dai. Sang về nhưng mà ở ngoài rất là dai. Ở ngoài dai đúng không? Hóa ra ở trong này là hạt, hạt, còn ở ngoài là bột gạo để làm vỏ. Em thử ra gì không nè? Chị bẻ mấy muỗng. Đây là bánh tam giác mạch. Nửa đi. Chị ăn cái muỗng này. Thử nhé, coi coi sao nào. Có cho thử đi. 25 mới về nhà. Nói chung là cứ mất hết cả ngày hay lại tổ cả ngày 25 con xác định nhé. 26 Hà Nội. Cũng được. 26 Hà Nội. Không được. Ok, mọi người cũng ngon nha. Có thể nói là bánh mì đen của Nga là thua cái loại bánh tam giác mạch. Bánh mì đen của Nga. Đâu? Nó là cái bột làm từ cái tam giác mạch này. Ngon. Cháy. Lò nướng như này, đây cái vỏ bánh xe. Em giật cứ ngô phải đang ăn em xem ăn chứ. Phải đang ăn mà em giật luôn. Cứ tưởng là rổ đá. Như kiểu bắn đá. Anh ra chơi nào? Em cục đá massage, em tưởng cục đá massage chân, massage người. Nhìn thì rất là hấp dẫn thế nào. Như bánh mì thôi. Không. Như bánh mì đen. Xong rồi đúng không? Xong rồi mọi người. Bà làm lông khô đi xâm đấy, cây gì ạ? Đẹp không? Như cây thông vậy. Đẹp không? Đây rau nè chị, rau nè. Cặp. Đây khu du lịch vui chơi giải trí nhà Pao. Ô, con không mang máy ảnh được không? Nên mang máy ảnh. Các cháu kiếm tiền còn giỏi hơn cả bố mẹ. Mang máy ảnh. Bố mẹ đi cứu tớ này. Này là đi cứu mẹ này. Say quá, đi xe say quá, cũng say. Không còn biết. Không quay lại. Mẹ chỉ riêng là mẹ không quay lại. Con có ấy con mệt quá, đúng mệt quá. Mệt hơn đi trường xa. Không mà chị đi ra được là chị đi đường xa, tại trường xa nó êm lắm. Nó chỉ bão thôi, nó chỉ lúc bão nó bị say thôi. Thế còn bình thường êm lắm, chị đi chạy rất là êm. Như lúc bão là ai cũng, tại vì chị biết lúc bão nằm im là nó lật, cứ nghiêng là nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, chị biết nằm co ro trên giường. Chứ còn bình thường là êm lắm. Em nói đi này được là khi đi trường xa được ấy. Rồi ok, tạm thời cái clip ăn bánh mệt, vẫn còn say quá. Bye mọi người nha. Giờ chúng ta sẽ đi vô trong làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm. Đây là nhà Pao đấy, nổi tiếng nha. Dân tộc Mông là chủ yếu nha mọi người. Các loại luôn. Là các bé bé là đứng là
bán hoa nè, các kiểu. Muối chậm chéo. Bảy mươi nghìn hả chị? Hồng đấy. Ngọt không? Bên này nó ngọt hơn. Hồng gì đấy, hồng gì? Hồng lâu mộng. Chị bảo là hồng lâu mộng. Anh hồng cái sao anh? Đây em. Cái làm du lịch cho mọi người. Đây là cái gì đấy em? Hạp chó. À, hạp chó. À. Thế mình cái cây đó về mình hãm phơi khô à? Vâng, về mình phơi khô. Khô xong rồi là nướng, có nướng gì lên không? Không, về có người làm sứa thì người ta có thể ngâm lên để tách cái vỏ bé bé này đi. Còn có người thì người ta cứ thế xay, rang lên cũng được ha. Đông chí khai, đông chí khai. Ông chó này bán vâng, thì em đang chờ tăng chuyện đến thì khi nào quay thì... Mua đi anh. Thì em giúp mà anh hỏi mua chứ. Ôi dạ. Tất cả mọi hộp đều giúp tốt. Nhiều hộp ông chó, tất cả mọi người. Cái này bán bao nhiêu? Em bán 75.000 một túi đấy. Anh nhập về rồi đấy mà. Ăn thử 5.000 đấy. Sao đâu mà. À đúng rồi, ăn tập gym là ăn cái này là đúng rồi đúng không? Đẹp mà. Dạ, protein. Hoặc là ăn xay đấy, ăn xay với sữa. Sữa không đường anh uống cũng ok. Dạ. Điều nha, hạt áo chó là hạt rẻ, tất cả hạt nó rất là tốt. Dạ, nó không có béo. Như là hạt đều nó ngon hơn nhỉ? Không, cái điều thực chất em này, cái người ăn nó không quen, nó thích ăn ngọt, cái kiểu hạt điều hơn, nó có tự nhiên mà ít đường nó rất là tốt. Thế, ăn như... Hạt áo chó này.